Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Mọt Sử Việt. Và ngày hôm nay, vị khách mời của chúng ta vẫn là một vị khách mời rất là quen thuộc, đó chính là anh Tiên Long. Xin chào anh ạ. Xin chào Mai Linh và xin chào quý vị khán giả của Mọt Sử Việt. Vâng, không biết là hôm nay anh Tiên Long đến với chương trình sẽ đem đến cho quý vị và các bạn của kênh Mọt Sử Việt một câu chuyện lịch sử gì ạ? Câu chuyện lịch sử của tôi muốn kể với các bạn yêu thích mọi lịch sử là câu chuyện liên quan đến vấn đề thời sự gần đây. Đó là việc mà ở nước ta đã chính thức bãi bỏ cái sổ hộ khẩu giấy. Thì không biết là Mai Linh có biết là sổ hộ khẩu giấy ở nước ta được quản lý từ lúc nào không? Thông tin này thì không biết là quý vị khán giả có biết hay không, nhưng mà Mai Linh thì rất là mới, thì không biết anh Tiên Long có thể chia sẻ với Mai Linh và quý vị khán giả được biết không ạ? Tôi có thể nói sơ bộ cho Mai Linh và quý vị khán giả như thế này, là sổ hộ khẩu giấy ở nước ta thì bắt đầu được quản lý từ những năm 1960, nhưng mà trong lịch sử thì từ thời phong kiến, nước ta đã quản lý nhân khẩu bằng sổ hộ khẩu rồi. Và điều đặc biệt là sổ hộ khẩu là một sáng kiến của chính quyền phong kiến bên Trung Quốc, ra đời từ thời chiến quốc, do sáng kiến của ông Thương Ưởng, mà người ta hay gọi là Vệ Ưởng, và chỉ một số nước quản lý nhân khẩu bằng sổ hộ khẩu mà thôi. Thế thì câu chuyện ở nước ta như thế nào thì xin mời Mai Linh và quý vị khán giả của kênh Mọt Sử Việt theo dõi sau đây. Tháng 7 năm 2021 vừa qua, một dấu mốc quan trọng đã diễn ra trong quản lý hành chính ở nước ta. Đó là chúng ta dứt bỏ quyền sổ hộ khẩu giấy. Chúng ta đều biết ở thời hiện đại, nước ta bắt đầu áp dụng quản lý bằng hộ khẩu từ năm 1960. Còn ngược dòng lịch sử hiện nay khó xác định thời phong kiến, dấu mốc hộ khẩu đầu tiên được áp dụng là thời gian nào. Hộ khẩu là sáng kiến của Công Tôn Ưởng, tức là Thương Ưởng, phát minh ra vào thời Tần Hiếu Công thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên. Sau đó trở thành biện pháp để các nhà cai trị phong kiến Trung Quốc dùng để kiểm kê số hộ, số dân, phục vụ việc điều hành vĩ mô. Thời nước ta còn bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ, chúng đã có các biện pháp thống kê nhân khẩu nước ta khá chi tiết. Theo sách Tiền Hán Thư trong tổng tập Sử Trung Quốc, thì thời Hán, hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân, tức là toàn bộ vùng đồng bằng miền Bắc nước ta cuối thế kỷ thứ nhất, đã được thống kê có 912.450 người. Với nước ta, các triều đại phong kiến cũng sử dụng các biện pháp thống kê dân số từ rất sớm. Tuy nhiên, mục đích ban đầu chủ yếu là để triệu tập binh lính. Ngay từ thời Lý, sử sách nước ta để lại cho biết, các vua Lý đã quy định đặt các hạng dân thành đại hoàng nam, tức người từ 18 đến 60 tuổi, là độ tuổi sung sức, có khả năng lao động và tham gia quân đội. Từ 15 đến 18 tuổi được gọi là tiểu hoàng nam. Bộ Chính sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, phần bản kỷ, kỷ nhà Lý, chép sự kiện vào đời vua Lý Thái Tông năm Quý Mùi, niên hiệu Minh Đạo năm thứ 2, 1043 như sau. Tháng 2, vua ngự ở điện Thiên Khánh xuống chiếu cho các quan chức, cứ 3 người cùng đảm bảo cho một người. Nếu có ai chứa dấu đại nam thì 3 người bị tội cả. Việc quản lý đại thành nam được các vua triều Lý rất coi trọng. Cũng ngay trong Minh Đạo thứ 2 này, vào tháng 8, vua Lý Thái Tông lại xuống chiếu rằng kẻ nào đem bán hoàng nam trong dân gian làm gia nô cho người ta, đã bán rồi thì đánh 100 trượng, thích vào mặt 20 chữ, chưa bán mà đã làm việc cho người thì cũng đáng trượng như thế, thích vào mặt 10 chữ. Người nào biết chuyện mà cũng mua thì xử giảm một bậc. Đến năm Quý Hợi niên hiệu Anh Vũ, chiêu thắng năm thứ 8, 1083 mùa xuân, toàn thư cho biết vua Lý Thái Tông đích thân duyệt các hoàng nam trong nước, định làm 3 bậc khác nhau. Sang đến đời vua Lý Nhân Tông năm Mậu Tuất, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh năm thứ 9, 1118 vào tháng Giêng, nhà vua cũng xuống chiếu chọn hoàng nam trong dân chúng và binh lính. Để giám sát số lượng hoàng nam, lực lượng sản xuất và bảo vệ đất nước chủ yếu của đất nước, vua Lý Thần Tông vào năm Thiên Chương Bảo Tự thứ 5, 1137 đã xuống chiếu rằng trong ngoài kinh thành cứ 3 nhà làm một bảo để giám sát các quan chức đô coi triều ban không được đem con mình cho người khác nuôi, làm con để nhờ cậy nhà quyền thế. Kẻ nào không có quan ấm mà can phạm thì bắt giữ tâu lên. Người một bảo mà không giám sát nhau thì cùng một tội với can phạm. Đặc biệt, việc quản lý hộ khẩu, nhân khẩu ở thời Lý cũng đem theo những quyết định rất nhân văn. Như ở thời Lý Anh Tông,
năm Đại Định thứ 7, 1146. Tháng 8, vua xuống chiếu rằng các quan quản giáp và chủ đô phàm xung bổ cấm quân. Phải chọn những hộ nhiều người, không được lấy người cô độc làm trái thì trị tội. Vào cuối triều Lý, vào thời Lý Cao Tông, khi giặc cướp nổi lên như ong, nhà vua xuống chiếu chọn các đinh nam. Người nào khỏe mạnh, xung vào quân ngũ, sai quan các lộ thống quản để bắt giặc cướp. Chuyện thống kê hộ khẩu ở nước ta được chính sử ghi chép có lẽ bắt đầu từ thời nhà Trần. Đó là sự kiện năm Mậu Tý, niên hiệu Kiến Trung năm thứ tư, 1228, đời vua Trần Thái Tông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: Đại định số đinh tỉnh Thanh Hóa, lệ cũ, hàng năm vào đầu mùa xuân, xã quan, từ lúc đó đổi là xã trưởng, khai báo nhân khẩu, gọi là đơn sổ, rồi căn cứ vào sổ, kê rõ các loại tông thất, văn quan, văn giai, võ quan, võ giai, quan theo hầu, quân nhân, tạp lưu, hoàng nam, già yếu, tàn tật, phụ tịch, siêu tán, người có quan tước, con cháu, được tập ấm mới, được ra làm quan. Người giàu có khỏe mạnh mà không có quan tước thì xung quân đội, đời đời làm lính. Đến mùa xuân năm Nhâm Dần, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 11, 1242, vua Trần Thái Tông tiến hành một loạt thay đổi hành chính, trong đó có việc chia nước làm 12 lộ. Mỗi lộ đặt chức an phủ, trấn phủ, có hai viên chánh, phó để cai trị. Các xã sách thì đặt chức đại, tiểu tư xã. Vua Trần Thái Tông đồng thời cũng cho làm đơn số hộ khẩu. Đây là lần đầu tiên chữ hộ khẩu xuất hiện trong chính sử nước ta. Toàn thư giải thích, con trai lớn gọi là Đại Hoàng Nam, con trai nhỏ gọi là Tiểu Hoàng Nam, 60 tuổi gọi là lão, già lắm thì gọi là long lão. Nhân đinh có ruộng đất thì nộp tiền thóc, người không có ruộng đất thì miễn cả. Có 1-2 mẫu ruộng thì nộp 1 quan tiền, có 3 mẫu thì nộp 2 quan tiền, có từ 5 mẫu trở lên thì nộp 3 quan tiền. Tô ruộng mỗi mẫu nộp 100 thăng thóc. Theo một số sách lịch sử, địa chí để lại đến nay, thì vào đời Trần thế kỷ 13, nước ta có 1,9 triệu Đại Hoàng Nam và 2,1 triệu Tiểu Hoàng Nam. Năm 1285, sau khi chiến thắng cuộc chiến xâm lược lần thứ 2 của quân Nguyên, vào mùa đông, tháng 10, vua Trần Nhân Tông xuống chiếu, định hộ khẩu trong nước. Toàn thư viết rằng, triều thần can gián vua là dân vừa qua lao khổ của chiến tranh. Định hộ khẩu thực không phải là việc cần kíp. Tuy nhiên, vua Trần Nhân Tông giải thích, chỉ có thể định hộ khẩu vào lúc này. Chẳng nên qua đó mà xem xét tình trạng hao hụt, điêu tàn của dân ta hay sao? Nghe vua nói thế, quần thần đều khâm phục. Khi quân Minh xâm lược nước ta vào thế kỷ 15, bộ máy cai trị của chúng đã tiến hành thống kê dân số của nước ta khá chi tiết. Bộ sử nhà Minh là Minh Sử cho biết, năm 1408, quân Minh thống kê dân số nước ta, kết quả có 3.120.000 người Kinh và 2.087.500 người là các dân tộc thiểu số mà chúng gọi là người Man. Theo bộ Sử Khâm Định Việt, Sử Thông Giám Cương Mục, do các sử quan triều Nguyễn dựa vào các tài liệu trước đó biên chép, thì vào thời Lê, từ đời vua Lê Thánh Tông đến thời Lê Thần Tông đều liên tiếp làm sổ hộ, 3 năm một lần tiểu tảo, 6 năm một lần đại tu. Theo cách làm này, triều đình phái quan đi duyệt tuyển dân đinh, hạ lệnh cho các xã thôn kê khai hộ chính đinh và hộ trú ngụ. Nhà sử học Phan Huy Chú trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí giải thích về quy chế thời Lê. Dân đinh được chia thành các hạng như sau: hạng tráng khỏe mạnh, hạng quân tham gia quân đội, hạng lão trên 60 tuổi, hạng cố người không có sản nghiệp phải đi làm thuê, hạng cùng đàn ông không có vợ, đàn bà quá chồng, trẻ mồ côi, người trơ trọi một mình. Những người này không nương tựa vào đâu được. Các hạng lão nhiêu, đốc tật, biệt tinh, người được miễn trừ giao dịch và phiêu lưu thì để ngoài sổ. Dân đinh đến tuổi trưởng thành thì biên tên vào sổ, người ngụ cư thì biên vào sổ phụ. Triều đình nhà Lê quy định mỗi xã phải làm 4 bản sổ đinh, một bản dâng lên triều đình, một bản nộp bộ hộ, một bản đệ ti thừa chính ở trấn và một bản để nộp ở huyện. Phàm những việc đánh thuế, tuyển lính đều căn cứ vào sổ này mà thực hiện. Đến những năm niên hiệu Cảnh Trị
thời vua Lê Huyền Tông, triều đình thấy việc duyệt tuyển phiền phức, có ý chán nản, mới sai các quan chia nhau đi khám thực, thông tính nhân đinh điền sản, các xã, rồi lực lượng quân bổ xuất số, làm lập phép bình lệ, từ sau người sinh ra không tính, người chết đi không trừ. Tháng 5 năm 1773, chúa Trịnh Sâm hạ lệnh các đại thần bàn định phép làm sổ. Chúa nói với triều thần, nhà nước lúc bắt đầu trung hưng, chiếu theo phép cũ, 3 năm một lần làm sổ hộ. Năm Cảnh Trị mới lập ra phép bình lệ, không tính số đinh tăng lên hay sút đi. Phép ấy thi hành hơn 50 năm, phần nhiều sai xuyễn. Năm Bảo Thái, đời vua Lê Dụ Tông, tiếp tục làm sổ, cũng chỉ dựa theo ngạch cũ, rồi sau không kế tiếp sửa lại. Đến nay, lại đã hơn 50 năm rồi, bây giờ nên cân nhắc phép đời trước, châm trước việc ngày nay. Tham khảo mọi mặt, định thành điều lệ, xét thực số nhân đinh sửa đổi lại sổ hộ, cho phép dân được tự liệu lượng nhân khẩu mà chịu số hộ để cho đủ ngạch trong sổ. Sau đó, chúa giao cho Bùi Tụng Lê Quý Đôn phụ trách việc thống kê. Tuy nhiên, bộ cương mục viết, Quý Đôn kê tứ tra xét quá nghiêm khắc, nhân dân đều nghiến răng căm hờn. Họ làm thư nặc danh, dán ở cửa phủ chúa Trịnh, xin bãi bỏ Quý Đôn đi mà dùng Hoàng Ngũ Phúc, lời lẽ trong thư rất là tha thiết. Do đó, chúa Trịnh Sâm thay đổi mệnh lệnh, cho Ngũ Phúc cùng Quý Đôn đều giữ công việc đôn đốc làm sổ. Ngũ Phúc xin thi hành theo điều lệ đời Cảnh Trị, đại để có nơi tăng, có nơi giảm, có nơi bình bổ vẫn như cũ. Số dân đinh hơi kém với ngạch đinh năm Bảo Thái, dân cũng cho là thuận tiện. Đến thời nhà Nguyễn, việc thống kê hộ khẩu đã được ghi chép chu đáo. Theo bộ quốc sử của triều Nguyễn Đại Nam, thực lục chính biên, số đinh năm Minh Mạng thứ nhất 1820 là 612.240 người, cùng với những con số thống kê quan trọng khác như ruộng 3.076.300 mẫu và 26.750 khoảnh, tiền 1.925.920 quan, thóc 2.266.650 hộc, vàng 580 lạng, bạc 12.400 lạng. Đến năm Minh Mạng thứ 7, 1826, dân số nước ta là 719.510 người có trong sổ hộ khẩu. So với năm Gia Long thứ 18, 1819 đã tăng thêm 106.589 người. Thống kê của bộ binh cuối thời vua Minh Mạng, toàn bộ lực lượng quân đội và quan lại của triều đình là 204.220 người. Nhiều sự kiện khác liên quan đến dân số cũng đã được ghi lại trong sử triều Nguyễn, như năm Minh Mạng thứ nhất 1820, bệnh dịch phát từ mùa thu sang mùa đông, bắt đầu từ Hà Tiên, sau rốt lan ra đến Bắc Thành, làm cả nước chết 206.835 người. Chưa kể, số không được thống kê trong hộ tịch. Để trần cấp cho nhân dân trong đợt dịch này, triều đình đã chi ra tất cả 73 vạn quan tiền. Năm Minh Mạng thứ tư 1823, trong cuộc thống kê hộ khẩu, số người thọ trên 100 tuổi của cả nước như sau. Quang Trị 9 nam 24 nữ, Gia Định 5 nam 2 nữ, Quảng Nam 27 nam 10 nữ, Nghệ An 6 nam 4 nữ, Kinh Thành 6 nữ, Bắc Thành 5 nam 9 nữ, Thanh Hóa 1 nữ. Năm 1837, thống kê số đinh của tỉnh Hà Nội là 51.877 người và tỉnh Sơn Tây là 29.551 người. Có thể thấy mức độ tăng số đinh của tỉnh Hà Nội là không cao. Khi sang năm 1840, tỉnh này cũng mới có 52.335 người. Đến năm Minh Mạng năm cuối 1841, khi Bộ Hộ dâng danh sách tổng kê nhân đinh ruộng đất, thuế lệ về năm ấy, thì về nhân đinh cả nước lúc đó có 970.516 người, về ruộng đất có 4.063.892 mẫu, thóc thuế là 2.804.744 hộc. Về tiền thuế, cả nước thu được 2.852.462 quan tiền, 1.471 lạng vàng có lẻ và 121.114 lạng bạc. Vâng, và ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Tiên Long đã đem đến một câu chuyện lịch sử rất là thú vị dành cho quý vị và các bạn khán giả của kênh Mọt Sử Việt. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được video phát hành mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!